Xin chào các em, cô tên là Diệu Hiền, hiện đang công tác tại khoa luật Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở một môn học đó là môn luật hành chính Việt Nam. Ở cái môn học luật này thì ngay trong buổi này thì cô chỉ giới thiệu mang tính chất là khái quát về môn học luật này như thế nào. Còn những cái nội dung chi tiết cụ thể thì chúng ta sẽ gặp nhau ở các bài sau nhé. À, trên đây là thông tin của cô à, các em lưu ý về địa chỉ email của cô à, để sau này à, trong quá trình tương tác chúng ta có thể trao đổi với nhau trước khi bắt đầu vào giới thiệu à, tổng quan chương trình môn học này cô muốn trao đổi với các em một cái tình huống thực tiễn à, đang diễn ra giữa cái tâm dịch hiện nay đó là việc đăng tin thất thiệt à, trên các cái mạng xã hội thì nó xảy ra cái hậu quả pháp lý như thế nào. Ví dụ như ở tại Hà Tĩnh đã có một bạn bị phạt đến 10 triệu đồng về việc là đăng tin không đúng trong cái cơn bão corona hiện nay. Đây là hình ảnh một số đối tượng tung tin giả đang phải làm việc với lại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thậm chí chúng ta còn biết được có những nghệ sĩ đã đưa thông tin sai lệch và cái kết quả họ nhận được cũng là những cái mức phạt. Cụ thể ở đây đó là 10 triệu đồng. Vậy thì qua cái tình huống như thế này chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi hành vi nào là hành vi vi phạm pháp luật hành chính? Cơ quan nào là cơ quan có thẩm quyền xử phạt trong những tình huống này và khi xử phạt như thế thì phải dựa trên những cái nguyên tắc nào đây hình thức xử phạt và cái thủ tục xử phạt ra sao thì đây tất cả là những cái vấn đề nó xoay quanh một cái nội dung thật là nhỏ trong cái môn học luật hành chính việt nam của chúng ta đối với cái phần mà xử phạt vi phạm hành chính Chẳng hạn như những uh, cái các cái vụ việc mà cô vừa mới dẫn chiếu cho các em thì chúng ta sẽ tìm hiểu ngay hành vi nào là hành vi vi phạm hành chính và các yếu tố cấu thành của một cái hành vi vi phạm hành chính nó có khác gì với các yếu tố cấu thành của một tội phạm hay không. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ phân biệt hai cái loại vi phạm này. Rồi trên uh, cũng trên cái cơ sở đó chúng ta sẽ xem xét cái xử phạt vi phạm hành chính này nó cần phải áp dụng theo những nguyên tắc nào dưới những hình thức nào thẩm quyền cơ quan nào cá nhân nào mới có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính và nó cần tuân thủ theo những thủ tục nào bên cạnh đó còn phải áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác mà ở góc độ người học luật chúng ta cần có cái sự phân biệt một cách cẩn thận và kỹ lưỡng qua một cái tình huống cụ thể như thế, cô trao đổi với các em để nhằm cho các em thấy rằng một môn học luật nó cũng không khô khan và nó cũng không quá là là là, là cứng nhắc. Cô nghĩ rằng ở cái môn học luật này nó sẽ có những cái sự thú vị nhất định mà cô trò ta sẽ làm việc với nhau sau này. Đối với môn học này thì chỉ có 6 bài thôi các em ạ. À. Bài nhập môn, bài đầu tiên. À, bao giờ các em cũng sẽ tìm hiểu về cái ngành luật của cái môn học đó ví dụ như đối với ngành luật hành chính việt nam thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu là về đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh quy phạm pháp luật của luật hành chính là gì hay là quan hệ pháp luật hành chính là gì thì tất cả nó sẽ nằm trong cái bài thứ nhất đến bài thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại chủ thể của luật hành chính việt nam nó sẽ có những cái loại chủ thể nào đây cá nhân hay là tổ chức à, và những cái chủ thể nào là sẽ là những cái chủ thể có thẩm quyền và những cái chủ thể nào là những chủ thể là chịu sự tác động của các cái quy phạm luật hành chính bài thứ ba là một bài khá trọng tâm về quản lý nhà nước và một bài mà nó mang tính chất thực tiễn À, mà chúng ta có thể lấy hàng loạt các ví dụ các cái tình huống trên thực tế à, đưa vào trong cái à, nội dung của cái buổi làm việc này của bài học này đó là bài vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính à, riêng bài số 5 thì nó hơi à, à, mang tính chất là phải là lý luận một chút thì nhưng mà cô nghĩ rằng nó cũng à, rất là thiết thực à, đây là một cái vấn đề nhức nhối à, không chỉ của xã hội Việt Nam mà là của xã hội các quốc gia khác nữa đó là bài phòng chống tham nhũng và bài kết thúc của môn học này cho trong vòng 45 tiết của chúng ta đó là bài khiếu nại tố cáo của công dân ở đây chúng ta sẽ trao đổi với nhau chúng ta sẽ thảo luận với nhau như thế nào là khiếu nại như thế nào là tố cáo khiếu nại và tố cáo nó có những đặc điểm chung gì và nó cũng có những cái điểm khác biệt gì thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trong cái bài học thứ sáu này. Đối với môn học này thì về tài liệu tham khảo, giáo trình chính của chúng ta sẽ là giáo trình luật hành chính Việt Nam. Các em có thể sử dụng giáo trình luật hành chính Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội hoặc là Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đến phần bài giảng nào thì cô sẽ cung cấp cái tên văn bản À, cũng như là những cái tài liệu khác có liên quan để phục vụ tốt cho môn học này cô nghĩ hai cuốn sách mà các em cần nên quan tâm và tham khảo đó là một cuốn à, của tiến sĩ khoa học đào Trí Úc, đó là cuốn nhà nước và pháp luật của chúng ta trong sự nghiệp đổi mới Mặc dù cuốn này đã xuất bản năm 1997 nhưng mà cái 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 tính tham khảo nó rất là cao Bên cạnh đó, một số cái tài liệu mà cô nghĩ dành cho cái bài thứ 5, đó là bài về phòng chống tham nhũng thì các em có thể uh, sử dụng cái tài liệu giảng dạy của Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thế Liên chủ biên dành cho uh, các trường đại học chuyên về luật. Đó là tài liệu về uh, phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể uh, tham khảo thêm một số tài liệu khác như là một số tạp chí chuyên ngành đặc biệt là các tạp chí chuyên ngành về luật như là tạp chí nhà nước và pháp luật tạp chí luật học tạp chí nghiên cứu lập pháp và một số website này là cô nghĩ các em cần phải biết ví dụ như website của chính phủ website của thủ tướng chính phủ và dự thảo online đó là những cái uh, trang web mà chúng ta cần phải uh, tham khảo uh, nhiều hơn trong quá trình chúng ta làm việc chẳng hạn như uh, cô giới thiệu sơ qua về bài thứ nhất là bài về ngành luật hành chính việt nam thì trong cái bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm luật hành chính việt nam thì ngay trong cái khái niệm này thôi chúng ta cũng phải phân tích ra và phân định giữa hai cái khái niệm hành chính và luật hành chính rồi chúng ta cũng sẽ phải làm rõ như thế nào là quản lý nhà nước như thế nào là quản lý xã hội và hai cái phần mà đối với bất kỳ một cái môn học luật nào các em cũng cần phải cũng phải tìm hiểu đó là đối tượng điều chỉnh của ngành luật hành chính cũng như phương pháp điều chỉnh của cái ngành luật đó một nội dung tiếp theo của cái bài thứ nhất này đó là cái mối tương quan giữa luật hành chính và các ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Khi chúng ta đã biết qua về ngành luật hiến pháp ngành luật dân sự, ngành luật hình sự, ngành luật lao động và luật tố tụng hành chính hoặc thậm chí là một số ngành luật khác nữa các em ạ, à. thì chúng ta sẽ tìm ra cái mối tương quan giữa cái ngành luật hành chính này với các cái ngành luật mà cô vừa liệt kê ra phía trên. Rồi phần tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu về như thế nào là một quan hệ pháp luật hành chính hay là cái các cái yếu tố của một quan hệ pháp luật hành chính đó là gì rồi chúng ta cũng tìm hiểu cái quy phạm pháp luật hành chính nó có khác gì so với cái quy phạm pháp luật của các ngành luật khác hay không thì trên đây là những vấn đề cơ bản nhất của môn luật hành chính việt nam à, cô muốn giới thiệu với các em à, và trên cái cơ sở là những cái tài liệu cô trình bày như vậy cô mong muốn các em trong thời gian này hãy đọc trước đi và để khi mà chúng ta gặp nhau thì chúng ta sẽ có nhiều cái nội dung để trao đổi hơn nữa đồng thời nếu như có gì vướng mắt trong quá trình các em nghiên cứu các em có thể trao đổi với cô thông qua email như cô giới thiệu ban đầu cô xin chào các em và hẹn gặp lại